nay Lê Quang đòi đi shopping. Không biết đi mua gì đòi đi theo. Nãy giờ tấm giao nhiệm vụ cho bà Lân á, canh ông Quang để ổng mua đồ ở trên này, tấm đi xuống dưới tấm mua đồ mà tiệm có gì mua á, thôi đi lên lại. Tôi nói mua chưa? Chưa. Mua lấy. Em có gì mua chứ? Mua gì mua thì lấy. Tiền là nó hoạt động, còn không bỏ đâu. Rất nhiều. 5 đồng rưỡi mà có 15 phút mà 10 đồng rưỡi. 50. 3 phút 1 đồng. 3 phút 1 đồng, 15 phút 5 đồng. 30 phút 10 đồng. Đúng không? Mấy đồng? 10 đồng 15 phút. Ý 30 phút 10 đồng. Bỏ tiền vô đó hả? 10 phút, à 30 phút. Bỏ vô. Anh ngồi 30 phút khỏi không? Đây 10 đồng anh giữ. Riêng 10 đồng. Thôi bây giờ bỏ 5 đồng trước coi. 5 đồng là 15 phút, 10 đồng là 30 phút. Thì mình đổ 15 phút trước đi ha. 1, 2, 3, 4. Rồi tiếp, úp lại. Úp lại. Rồi giờ sao? Làm gì? Rồi tự đóng sạc thôi. Đóng cửa sạc thôi, lắm. Có đau không? Đấm lưng. Đấm lưng nhanh hả? Ừ. Mà đấm đít. Đấm đít hả? Ủa ngay lại. Ê. Rồi. Cổ, cái cổ áo kìa, cái cổ áo. Rồi. Có tiền quá không? Bỏ luôn 10 đồng vô là được 30 phút. Đi à. Ngồi im nha. Đừng có bắt cóc quá. Đi đây, đây đường xuống rồi. Không, em đi ngõ này em đi đồ. Đi, đi lên. Tranh thủ đi lẹ lên. Rồi anh đi không có nổi đâu. Cái này nó rộng lắm, anh sợ anh đi nổi rộng lắm. Được, anh đấy được. Hả? Rồi, tiền trong này nè.
nãy gì trò chơi á. Được là được là mấy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 luôn. Ở đây cái bắt kiến à. Còn chắc lâu mới trúng. Còn lâu mới trúng hả? Khó chết ha. Cái phân gì giống que các bạn. Dám đâu đằng kia mấy xì kia kìa này hả? Hello. Sao rồi? Đi thẳng luôn. À. Rồi đi ra ngoài rồi. Đi ngõ này ngồi ngoài đây đợi bà Linh mới đi lấy xe tới. Chứ đi bộ ra xe kha lắm. Rồi đi shopping mua được gì? Đồ gì mắc quá. Mắc quá hả? Vô mây xì mắc quá hả? Mắc. Mấy đồ con gái không mắc nè, em mua một đống luôn nè. Quần giờ 7, 8, 9 chục không rồi nha bố. Vậy hả? 7, 8, 9 chục cái quần hả? Quần gì? Quần bô lô. À. Thun hay quần jean? À quần kaki hả? Anh ngồi dưới cây dừa anh. Cây dừa. Mệt không? Không. Mới ngồi massage đây mệt gì? Bỏ hết nhiêu? 15 đồng á. 15 đồng hả? À. Cái mới đầu em bỏ 5 đồng là cái 10 đồng anh giữ là anh bỏ luôn á hả? Ủa sao nhanh vậy? 45 phút á. Trời ơi em đi có xíu 45 phút hoa lẹ dữ ta. May là em không có thử đồ á. Mua bỏ vỏ rồi tính tiền đi về đó. Chứ mà thử đồ lâu nữa. Đây.
Đây là Westminster Mall nha mọi người. Chưa có cái Westminster Mall, chưa có tiệm xe đóng không mà. Xe hả? Đợt anh với em đi mua nó đóng cửa đó. Xe có, nhớ đâu gần gần đó có mà. Xe bà Linh tới nè. Đóng cửa à. Xe bà Linh tới rồi các bạn. Đi, đi ra anh. Đi. Rồi. Xe tới nơi luôn, tận nơi luôn. Rồi đi ra. Rồi đi shopping. Không mua được gì hết trơn. Rồi đi gì à? Đi gì à, đi gì à, đi gì à. Để bắt tiễn vô. Lâu rồi mới không, lâu rồi mới vô Westminster Mall đó. Nó vắng thấy ghê luôn. Mà cũng có một số đóng cửa ha, bà Linh ha. Một số đóng cửa quá trời luôn, đâu có mà mở hết đâu. Thế quá mà không ai đi hết trơn, trời à. Nắng quá. Nắng quá là nắng. Hôm nay á, ủa mở khẩu trang ra kìa anh. Hôm nay hôm qua cũng thấy bà Linh qua, thấy bà Linh qua ông vui quá, ông đòi đi shopping luôn mà biết rồi đó. Vui quá chị, vui luôn á bạn. Bây giờ đi ăn xin tấu hả? Bây giờ phải chở anh Quang về, xong rồi đi qua bên Michael Đào lấy cái giấy để cho anh đi thử máu ha. Bà chở tôi đi nha anh. Em bỏ ở nhà em đi, đi lấy giấy giấy tờ cho anh nha. Hồi nãy á, ổng hỏi Tám là đi đâu, Tám nói Tám đi shopping. Mà sao ổng cho ổng đi, nó cho anh đi nổi không, cái chỗ nó rộng lắm luôn á. Đúng không anh? Không ngồi không có đi. Trời ơi, nhưng mà đi là xa lắm. Ví dụ như mà anh đi giữa chừng mà lỡ mà anh đuối á, không biết làm sao mà đi về nữa đó. Tại vì đi tới là phải đi về, phải đi xa lắm. Em chỉ sợ thôi, em chỉ sợ anh đi giữa chừng cái anh mỏi chân rồi cũng biết sao đi về. Mà nếu đi về phải đi bộ về tới ra đúng không? Chứ sợ là không đi nổi là làm sao đi, phải có người đẩy về, có cái xe đẩy cũng đỡ. Mà xe đẩy sao về? Trời, vậy chứ ông cũng mua như thường hả anh ha. Rẻ ông cũng mua như thường, ông giống tôi vậy đó. Đồ nhiều đồ nhiều chứ. Mua như thường à. Như là mua gỏi, như là ăn gỏi. Không, nhưng mà đồ rẻ mới mua, không đồ mắc đồ mua đâu. Thì dĩ nhiên rẻ thì gộp lại nó cũng thành nhiều. Nhưng mà nó đỡ rẻ thì còn hơn. Mua mấy chục cái phải không? Còn đỡ hơn mà mắc mà cũng mua mấy chục cái. Tại một mặt một hai lần là lâu chán à. Bây giờ mình bye bye đi anh. Bye bye. Bye bye. Để khoan qua tới. Qua nghĩa trang. Nghĩa trang. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip liên quan đi shopping nha. Đồ lâu lắm mình chắc anh đi shopping đúng không? Từ cái lúc mà Binh Tinh tới giờ đúng không, cái clip mà mới mới gắn chân vô dắt ảnh đi khắp mình cho tới giờ anh, luôn á. Nghêu sò ốc hến không chém chép tướng bảo hành. Mới ăn cơm xong rồi mới rủ Hoàng đi nước ăn nghêu sò ốc hến cả. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Cảm ơn, chúc các bạn một ngày ăn lành và hạnh phúc. Nhớ like và subscribe, nhớ cái like subscribe. Nhớ sáng có cái chị nhắn tin, chị nói sao không? 88 chị coi clip của Tám á, chị nghe nói là like and subscribe là sao Tám? Chị vô bấm vô cái sub á, cái nó hiện lên là chữ cancel and subscribe gì đó. Cái nói trời ơi, nếu mà nó kêu chị ẩn á, chị đừng bấm, chị để nguyên, chị đừng bấm gì nữa. Tại vì ẩn là bấm vô là nó ẩn luôn, là nó bỏ, nó hủy sập luôn.
Cho nên là thôi để nguyên đi, đừng sập nữa. Sập rồi. Sập có một lần thôi. Mỗi người chỉ sập được một lần. Một lần, một cái account chỉ sập được một lần là thôi. Rồi ai kêu sập thì đừng sập nữa. Cứ sập đi sập lại hoài. Trời ơi, mắc cười sao luôn. Công nhận á, fan của bà Tám nhiều fan dễ thương mà ngây thơ mà coi như là không biết gì trơn, giống y chang bà Tám chang à. Tại Tám cũng đâu biết đâu, có khi tự nhiên Tám thích người đó, Tám vô cái Tám bấm cái sập, ủa nó mình sập rồi. Nó ghi chữ hình hết hồn, y ta sập rồi. Ủa chữ màu đỏ thì nó mới sập chứ. Đâu để ý đâu. Đâu để ý màu đỏ. Thì vậy mới là bà gì đâu. Ờ thì thấy cái chữ thì bấm thôi, cái hồi nó hiện lên mới nhìn thấy rồi xong cái không có bấm cái kia, trời mắc cười sợ đó. Là như vậy, tự nhiên đang nói tới khúc like and subscribe gì đó, and subscribe gì đó, cái xong cái mới nhớ thôi. Cảm ơn các bạn nghe, nhớ ai chưa sập thì sập cho Tám, còn ai sập rồi thì thôi đừng sập nữa. Sập nữa thành anh sập luôn. See you again. Chúc các bạn một ngày ăn lành và hạnh phúc. Bye bye. Bye các bạn. Anh với bà đi anh. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.